Lần này đội đặc cảnh hải quan và tổ hành động bờ biển liên kết hành động thành công vô cùng. Hy vọng tất cả người dân ra sức hợp tác với chúng ta, có ý thức đúng đắn, tố cáo và từ chối sử dụng nhân vật phẩm phi pháp. Đừng làm danh tiếng của Hồng Kông bị đánh mất trên trường thế giới. Rõ. Đứng yên. Tôi ngưỡng mọi sự xông xáo của cậu, chứ không phải sự nông nổi của cậu. Vụ việc lần này, cậu tự mình xem xét lại đi, kiểm điểm lại đi. Mọi chết lắm sao? Phải đó. Bây giờ cậu sa sút như vậy không thích hợp làm chỉ huy nữa. Cảm ơn cô đã bỏ tiền vô túi của tôi. Nhiều khi cô cũng nên cho bản thân thêm thời gian một giây để suy nghĩ. Một giây có thể sẽ chết người đó. Cho nên mới phải dựa vào kinh nghiệm. Em không vui thật sao? Anh hỏi như vậy, anh là bạn trai vậy sao? Muna, anh không ngại tôi theo đuổi Moon chứ? Uống ly trà đi. Có cần gọi Madame Lữ tới mài mực giùm không? Còn đau lắm không? Em không muốn tiếp tục đau khổ nữa. Cảm ơn nha. Không có gì. Trời. Tôi cũng biết là hơi nông nổi, nhưng mà tôi thật sự yêu cô. Còn nói nữa. Cô đã bị bắt. Hải quan Hồng Kông. Bắt đầu từ hôm nay, anh không còn là anh em của tôi. Thật ra là người tốt hay xấu, làm sao phân? Chính anh đã giết cổ đồ cặn bã. Cả hai chúng ta là hai thế giới khác nhau, đang chơi quy tắc cuộc chơi khác nhau. Cuộc đời con người luôn có những chuyện hối hận và đáng tiếc. Sao cũng được, kẻ sai là anh. Bộ phim Lực lượng hải quan phát sóng lúc 11 giờ trên kênh SCTV 9.